cái loa Bluetooth nhá. Thì loa này có kích thước khá là to. Thì loa này có thể kết nối Bluetooth hoặc là các bạn có thể dùng kết nối có dây. Thì ngoài loa sẽ đi kèm một cái dây này để các bạn có thể dùng nó để kết nối có dây hoặc là Bluetooth tùy các bạn thích. Thì đây mình sẽ dùng kết nối có dây nhá. Đây là mic của nó, các bạn sẽ được đi kèm một cái mic. Mic này là dùng jack 3.5 nha. Để chuyển sang cái kết nối Bluetooth thì các bạn phải ấn nhung mode nha. Đấy, nhá mô xì. Đấy, nghĩa là nó sẽ chuyển sang kết nối Bluetooth. Châu yên mô xì. Hoặc là Đây thì nó có 3 chức năng đấy, thì các bạn chỉ cần ấn nút mode này để chuyển chức năng nhé.